Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại có dịp gặp lại gấu và bé Masa rồi. Cô bé Masa và chú gấu của chúng ta hôm nay có một kế hoạch là sẽ trồng rau củ trên cái mảnh vườn trước sân nhà của gấu. Các bạn cùng với mình và bé Masa và gấu cùng nhau trồng trọt nhé. Đầu tiên là cô bé Masa và chú gấu của chúng ta trồng lúa và bắp cải ở trên hai cái lúng đất này nhé. Đầu tiên thì chúng ta phải giúp cô bé ấy xới đất trên hai mảnh vườn. Tiếp theo chúng ta sẽ cào đất nhé các bạn, cào để cho đất tơi xốp. Tiếp theo sẽ là gì đây? Chúng ta sẽ tưới nước nhé. Rồi bắt đầu ôm hạt giống nhé các bạn. Nhanh tay lên, thời gian không có nhiều đâu. Sao lâu thế? Hạt giống các bạn ơi, bị nhầm rồi. Sao không được nhỉ? Đây hạt giống, không kịp, thời gian không còn nhiều, có vẻ không kịp rồi các bạn ơi. Nhanh lên nào, giúp cô bé Masa bón phân rồi tưới nước. Không kịp rồi, chậm tay quá các bạn ơi, phải nhanh tay lên nào. Nên bắt đầu xới đất. Tiếp theo cào nhé các bạn, nhanh tay lên nha các bạn, lần này phải nhanh tay lên. Bón phân, tưới nước, hạt giống bắp cải đây, lúa đây. Rồi các bạn ơi, tưới nước nào. Bón phân, tưới nước nào các bạn ơi. Bón phân nào, bắt tao chút thu hoạch nào, thu hoạch bắp cải nhé các bạn. Bây giờ là chúng ta đã có một cây, đã thu hoạch được một cây đợt của bắp cải rồi đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ thu hoạch lúa nữa nhé các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu sẽ nào. Sao lại không thu hoạch? Xới nhé các bạn. Bón phân, thu hoạch nào các bạn ơi, thu hoạch lúa thôi. Hạt giống chúng ta sẽ trồng tiếp bắp cải nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xới đất, lại tưới nước, lại cào đất, lại bón phân tưới. Lại không kịp nữa rồi, phải nhanh tay nữa lên các bạn ơi, cùng với mình giúp cho bé Masa nhanh tay lên nhé. Rồi xẻng đất thôi, cào đất nhanh tay lên. Hạt giống mình trồng lúa trước nha các bạn, tưới nước hạt giống. Bây giờ mình sẽ trồng tiếp bắp cải, bón phân tiếp nào, bón phân nữa nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đã có thể thu hoạch rồi, thì mình sẽ thu hoạch lúa nhé.
cho là nhỉ. Sao lại không? Chúng ta thu hoạch tiếp nào. Bây giờ bắt đầu thu hoạch rồi. Chúng ta lại xẻng đất. Xẻng đất nhanh lên. Sao mà chậm quá thế? Đào đất. Làm giống này. Mình sẽ trồng tiếp lúa nhé. Rồi lại tưới nước. Tưới nước bên luống này nữa. Hạt giống này mình sẽ trồng tiếp bắp cải nhé. Bón phân. Tưới nước này. Lại bón phân này. Lại tưới nước. Sao nãy giờ lại thất bại mãi thế? Mưa ơi nào đất gạo đất gạo đất tưới nước thôi. Hạt giống này sẽ trồng này này. Bắp cải này là tưới nước này. Bón phân này. Bón phân tiếp đây này. Lại bón phân này. Bón phân này. Lại tưới nước này. Bây giờ chúng ta đã có thể thu hoạch rồi. Chúng ta đã thu hoạch được một cây ruộng lúa rồi nhé các bạn. Lại thu hoạch tiếp thôi nào. Thu hoạch tiếp bắp cải nhé. Sới đất. Sới đất. Cào đất. Cào đất nữa nhé các bạn. Mình lại tiếp tục bón phân. Mình tưới nước nào. Hạt giống này mình sẽ trồng nữa nhé. Bắp cải nữa nhé. Và bón phân nha các bạn. Bón phân. Tưới nước. Lại bón phân. Lại tưới nước. Lại tưới nước. Nhanh lên, chúng ta có thể thu hoạch rồi, nhanh lên. Ngày thứ hai cô bé Masa của chúng ta chú gấu sẽ phải trồng tới 3 cái luống đất. Chúng ta bắt đầu xới đất thôi. Nhìn lên. Hôm nay cô bé Masa sẽ phải trồng trường tới 3 cái luống đất lại nhé các bạn. Phải cào đất thôi. Bón phân này. Đây là tưới nước. Bón phân này. 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 Tưới nước nè các bạn ơi. Chúng ta đã có thể thu hoạch rồi. Thu hoạch được một luống lúa rồi nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thu hoạch tiếp cây luống bắp cải thôi. Hạt giống chúng ta sẽ trồng tiếp lúa nhé các bạn. Lại xới đất. Tưới nước cho luống này thôi. Xới đất tiếp thôi. Bón phân cho luống bên này. Cào đất này. Cào đất này. Lại tưới nước này. Tưới nước thôi. Bây giờ chúng ta đã có thể thu hoạch luống lúa nữa rồi nhé. Lại tưới nước này các bạn ơi.
đất thôi. Hạt giống này chúng ta sẽ trồng bắp cải nhé, sẽ trồng lúa nhé. Chúng ta lại tưới nước này, chúng ta lại sửa cào đất này, bón phân tiếp thôi, nhanh lên. Đúng là công việc của chúng ta quá bận rộn rồi. Bón phân này, chúng ta lại bắt đầu tưới nước này, bón phân này. Chúng ta đã có thể thu hoạch rồi nhé, một luống lúa nữa thôi. Nên wow, chúng ta lại có thể thu hoạch một cái luống bắp cải nữa nhé. Cào đất thôi các bạn ơi. Hạt giống này chúng ta lại trồng tiếp là bắp cải nhé. Hạt giống nữa chúng ta sẽ làm tiếp lúa thôi. Tưới nước thôi nào các bạn. Không kịp rồi. Lưu ý các bạn là phải giúp bé Masa thật là nhanh tay lên nhé. Chúng ta lại bắt đầu công việc nữa thôi. Cào đất này, cào đất, sới đất. Chúng ta phải bắt đầu công việc một cách liên tục nhé các bạn. Bón phân, cào đất, hạt giống này, đây, đây, bón phân này, bón phân này, tưới nước này, bón phân này, tưới nước này, hạt giống chúng ta trồng tiếp thôi. Chúng ta bắt đầu thu hoạch nhé các bạn. Luống lúa đầu tiên, bón phân này, sới đất này, bón phân này, tưới nước này. Chúng ta lại tiếp tục cào đất này, tưới nước thôi, tưới nước thôi. Chúng ta thu hoạch nhé các bạn. Đây chúng ta sẽ thu hoạch những bắp cải nhé. Chúng ta lại tưới nước nhé. Thu hoạch luôn thêm một luống bắp cải nữa. Chúng ta lại tiếp tục cào đất, cào đất nữa thôi. Hạt giống chúng ta sẽ trồng tiếp bắp cải nhé. Trồng tiếp bắp cải nhé các bạn. Bây giờ cào đất này, bón phân này. Chúng ta phải làm việc không ngưng nghỉ luôn đấy các bạn. Tưới nước này, bón phân tiếp này, hạt giống chúng ta sẽ trồng lúa đi, bón phân tiếp nhé, tưới nước tiếp nhé, lại bón phân nhé, hạt giống đây chúng ta lại trồng tiếp lúa thôi. Bây giờ chúng ta thu hoạch nhé. Đây phân nào, tưới nước nào, xoay đất nào, bón phân nào, tưới nước nào, cào đất nào. Chúng ta thu hoạch nhé. Sao thế? Tưới nước này, hạt giống này. Sao mà chậm thế? Công việc của chúng ta có vẻ phải kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã cùng với gấu và bé Masa làm việc cực lực để trồng những cái luống rau quả nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn và cùng gấu và bé Masa ở một cái thử thách khác nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.